Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV. Quý vị thân mến, cái drama của bà Phương Hằng nó cứ lình xình lịch xịch hơn 2 năm qua. Nhớ lại những ngày đầu khi cô Hằng vạch trần sự lừa đảo quá ư là độc ác của ông Phó Hoàng Yên. Ông này từ một lương y yếu kém ấy vậy mà đùng một cái lại vỗ ngực xưng danh mình là thần y chữa trị lành lặn được cả hai căn bệnh là câm điếc và bại liệt. Và cũng chính vì hai căn bệnh này, những người giỏi giang nhất và những quốc gia có nền y học tiên tiến nhất thế giới, họ đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức, trí tuệ, tiền bạc, chất xám chỉ để mong tìm ra được phương án chữa trị và những loại thuốc từ Đông Tây để chữa trị được hai căn bệnh này. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rõ rồi, cho dù họ có cố gắng hết sức trong nhiều năm, nhiều chục năm, thậm chí là hàng trăm năm, nhiều ngàn năm, nhưng cuối cùng cho đến thời gian hiện tại thì họ vẫn đành bất lực. Ấy vậy mà ở đất nước ta lại nổi lên một vị lương y rất nhiều lần dám khẳng định trên phương tiện truyền thông đại chúng là mình thừa khả năng chữa lành lặn hai căn bệnh này. Khi nghe ông ta khẳng định như vậy thì cho dù là những người dân ít học nhất, kiến thức hiểu biết chuyện ngoài xã hội ít nhất cũng không thể tin được. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ông Võ Hoàng Yên lại đi chữa trị bệnh ở một số địa phương trong cả nước và cả nước ngoài suốt 14 năm trời về số thời gian chữa trị bệnh để lừa đảo tiền bạc của hàng chục ngàn người, lâu đến mức không thể tin nổi. Như vậy thì nó đã khẳng định rằng đây chính là xuất phát từ sự quản lý yếu kém của cán bộ lãnh đạo ngành y thời bấy giờ. Với thời gian ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh lừa đảo lâu như vậy mà vẫn suôn sẻ khi nghe mạng xã hội đưa tin này thì hầu hết khán giả đều có chung một sự suy đoán, đó là tài lăng băm Võ Hoàng Yên dùng chiêu trò, và cái chiêu trò này ông Yên được sự trợ giúp đắc lực từ anh nghệ sĩ Hề Hoài Linh. Cái chiêu trò này đó chính là cho đồng bọn đàn em của mình vào vai những người bị câm điếc bại liệt, rồi đến nhờ ông Võ Hoàng Yên và anh Hề Lũ chữa trị. Với cái chiêu trò này thì người có chết 5-7 ngày khi được hai ông thần này chữa trị thì họ cũng lập tức sống dậy. Chưa nói gì đến ba các loại bệnh tầm thường như là câm điếc và bại liệt. Rồi ông lăng băm Võ Hoàng Yên tìm bằng đủ mọi cách để được chụp ảnh chung với một số cán bộ lãnh đạo cấp cao, rồi bỏ tiền ra để mướn một số phương tiện truyền thông đại chúng đề cao và xác nhận việc chữa bệnh của mình luôn mang đến hiệu quả tốt cho người bệnh. Rồi đến chuyện có một số cơ quan tổ chức, hội tặng bằng khen, giấy khen cho ông ta về chuyện tặng bằng và giấy khen cho ông Võ Hoàng Yên. Tất cả khán giả đúng là không hiểu nổi vì sao một tên lừa đảo mà lừa đảo bằng việc làm thuộc vào thứ hạng độc ác nhất thế giới mà lại được ưu ái đến mức như vậy. Liệu nó có phải giống như là chuyện là đặt cách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho anh Hề Lũ hay không? Không biết rằng trước khi quyết định tặng bằng khen, giấy khen cho ông Yên, các vị này có bỏ ra chút ít thời gian để mà đi tìm tính xác thực về cách chữa trị bệnh của ông Võ Hoàng Yên hay không? Hay là những người này căn cứ vào những bức ảnh ông Yên chụp chung với một số cán bộ lãnh đạo cấp cao và căn cứ vào sự hiện diện thường xuyên của anh Hề Lũ bên cạnh ông Yên, hoặc là căn cứ vào những đoạn clip quảng cáo cho ông Võ Hoàng Yên của một số phương tiện truyền thông đại chúng? Một người có tài năng thiên bẩm như ông Võ Hoàng Yên, chữa trị bệnh nhân từ trong đến ngoài để cứu giúp người giúp đời cả đời, chuyên tu tập là tụng kinh suốt ngày đêm để cầu cho quốc thái dân an, người người nhà nhà luôn được hưởng ánh sáng từ bi của Phật, không đam mê sắc dục, trọn đời chuyên tâm làm việc từ thiện. Ấy vậy mà khi bị cô Hằng vạch trần cái bộ mặt là hôi thối thì ông ta lại trốn chui trốn lùi biệt tích biệt tăm ở cái xó xỉnh tăm tối hôi thối nào đó suốt hơn 2 năm qua. Xem rất nhiều clip trên mạng xã hội nên khán giả biết rõ rằng để được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, người bệnh phải bỏ ra một số tiền cực lớn để chi trả tiền công chữa trị cho ông ta. Người bệnh chưa tính chi phí đi lại, ăn ở, và cái đáng thương nhất trong hàng ngàn người bệnh tìm đến ông ta, có rất nhiều người là người bệnh nghèo, người bệnh đã tốn tiền trả cho ông ta. Ấy thế mà có cả đám cò mồi nhào đến rủ rỉ vào tai là hãy biếu cho mẹ của ông Võ Hoàng Yên 5-10 triệu để gọi là cảm ơn. Đúng là một đám quá độc ác, người độc ác như ông Võ Hoàng Yên, thế mà khi bị vạch trần thì lại có hàng loạt người lên mạng xã hội để binh vực ông ta hết mình. Binh vực còn hơn cả binh vực ông bà cha mẹ của mình. Thưa quý vị, câu chuyện drama vẫn chưa kết thúc thì đâm ran câu chuyện cuộc đấu tố thì nghĩ lại hoàn cảnh gia đình cô Hằng suốt hơn 2 năm nay và những người ủng hộ cô cảm thấy quá bức xúc. Bức xúc vì chuyện ở phe đối lập, dù là có rất nhiều người vỗ ngực xưng tên mình là nhà báo, luật sư. Luật thì đã học hết không sót một điều nào. Ấy vậy mà khi lên mạng xã hội phân tích
về chuyện của công ty Đại Nam thì lại toàn khẳng định sai tẻ le, nhất là chuyện nợ nần công ty Đại Nam, rồi đến chuyện quỹ mổ tim hàng hữu. Còn về chuyện viết báo, ai cũng cho là mình có nghiệp vụ cao, giờ là lúc sắp đưa ra tòa nhưng vẫn chưa thấy sự công bằng nào xảy ra. Ấy vậy mà từ ngày xảy ra drama này cho đến tận bây giờ, số bài báo của những người này đăng chưa có được bài nào mà khán giả tạm cho là của một người có kinh nghiệm về viết báo. Và khi cái drama này chính thức bùng lên thì toàn bộ khán giả lúc ấy phải sượng sùng cả người vì biết rõ ràng là có một số nhà báo luật sư tự nhiên nhảy vào drama và đã khiến cho cái drama này loạn lên và số nhà báo luật sư này đã bị sa thải khỏi nơi công tác lâu rồi. Tin cực căng, đến ngày quả báo ở Đinh Lan đang phải điều trị tim trước tuyên bố bất ngờ của Viện Kiểm sát TP.HCM, phiên tòa xét xử CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra bất ngờ. Thưa quý vị, hôm qua Tòa án Nhân dân TP.HCM bất ngờ ấn định thời gian xét xử vụ án bà Phương Hằng. Do đó thì dư luận đang rất quan tâm tới những người được xem là bị hại của bà Phương Hằng có những phản ứng và động thái như thế nào. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ có Đinh Lan là người vẫn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội là nhanh nhẩu nhất. Đầu tiên là cô đã thông báo ngay trên tác cộng đồng của mình là có hai luật sư bảo vệ cho cô ta. Gần đây thì cô đinh tặc này vẫn tuyên bố rất mạnh mẽ là sẽ ra tòa để đối chất với bà Phương Hằng tại tòa án, thậm chí nói bà Phương Hằng bị khởi tố thêm một tội danh mà cô ta tự liệt kê ra rồi tố cáo bổ sung tại tòa án với những phát ngôn khẳng định rất chắc chắn, thể hiện mình là người thắng cuộc. Thế nhưng mới đây thì thánh kiện đinh tặc này đã lên trên trang cá nhân nói rằng mình sẽ không đến phiên tòa lần này mà ủy quyền cho luật sư đến thay cho Đinh Lan, và còn tuyên bố những YouTuber không bị đưa ra trong phiên tòa lần này thì sẽ đưa họ ra ở những phiên tòa lần khác. Và cô này còn nói, tôi biết chắc chắn khi mà đã xảy ra một cái phiên tòa thay vì 60 ngày mà bây giờ tự nhiên có 20 ngày mở phiên tòa là tôi đã biết được kết quả rồi. Do vậy phiên tòa này để luật sư đi thay. Sau này khi có bản án thì tôi sẽ làm đơn kháng án toàn bộ bản án lên cấp cao hơn để đề nghị khởi tố thêm tội danh gây rối trật tự công cộng, rồi khởi tố thêm đồng phạm. Nếu công an TP.HCM không xử lý 30 kinh YouTuber. Như vậy không biết Đinh Lan nhận được thông tin này ở đâu, ai là người cung cấp cho Đinh Lan mà phiên tòa chưa xét xử đã biết kết quả rồi. Thật đáng sợ, và Đinh Lan sẽ không đi đâu. Và chờ đợi sau khi xét xử lập đơn kháng cáo, Đinh Lan đã chia sẻ trên tác cộng đồng như sau. Đinh Lan đã ủy quyền cho luật sư đến phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Hằng chính thức kết thúc. Toàn dân sống trong đại dịch Covid và đại dịch cô Hằng trong phiên tòa phúc thẩm. Nếu tình hình các YouTuber ủng hộ bị cáo Nguyễn Phương Hằng được xóa sổ từ Đinh Lan, bắt đầu trở lại công việc kinh doanh sau ngày 30 tháng 6, 2023, khi lấy hết hồ sơ 250 triệu đồng nợ của một cậu em Bình, quận Bình Tân, TP.HCM, suốt hơn 2 năm vất vả mới dẹp được. 50% vụ án Nguyễn Phương Hằng, còn 50% là 35 kênh YouTube vẫn sẽ gửi đi đơn tố cáo các nơi, mong cuộc sống người dân thoát khỏi người đàn bà lấy tiền che thân Nguyễn Phương Hằng. Phải có bản án thích đáng để răn đe hàng trăm kênh YouTube kia, không làm ô nhiễm văn hóa dân tộc văn hóa. Còn dân tộc còn văn hóa, mất dân tộc là mất. Trước những thông tin của cô này, chia sẻ cùng dễ hiểu sau lần bắt hụt, Đinh Lan chắc chắn đã rất lo sợ. Trong cáo trạng, cơ quan chức năng thông báo có tên của cô này nằm trong danh sách phía bà Phương Hằng tố cáo anh chị em cùng chiến tuyến thì đã có người bị bắt. Đinh Lan có gan lì cỡ nào thì đến lúc này cũng phải lo sợ nên khó tránh khỏi đầu óc bấn loạn. Việc lạm dụng đơn tố cáo đề nghị bảo vệ khẩn cấp Đinh Lan bắt chước y chang Đặng Thị Hàn Ni video. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không phải là con rối để cô điều khiển sai đâu đánh đó. Hàn Ni video cũng có đơn đề nghị yêu cầu bảo vệ khẩn cấp, nhưng cuối cùng thì sao, đâu phải muốn là được, đúng ý cô. Cơ quan chức năng thì cũng phải xem xét thực tế, không thể có thời gian để làm những chuyện không đâu. Họ làm việc cơ quan của nhà nước thì phải công bằng nghiêm minh. Thưa quý vị, câu chuyện của bà Phương Hằng không chỉ được người dân theo dõi câu chuyện gọi là hiện tượng, mà báo chí chính thống khi nhắc đến drama này cũng gọi là hiện tượng Nguyễn Phương Hằng, bởi sự kiện chấn động mà bà tạo ra thu hút được sự chú ý của hàng triệu người. Còn cô Đinh Lan là một YouTuber bé nhỏ không ai biết đến, giữa một rừng YouTube có cái gì mà cao ngạo, tự xưng là hiện tượng Đinh Lan, rồi đòi xóa sổ các YouTuber ủng hộ bà Phương Hằng. Cái cách ứng xử không giống ai mà lại cho rằng người ta làm ô nhiễm văn hóa dân tộc, đúng bản chất là một thánh tiện.
đứng trong hàng ngũ top của Việt Nam, nhân vật gây ác mộng cho cơ quan chức năng và gây bất bình cho cộng đồng mạng khi cơ quan chức năng gửi